Xin cảm ơn Hòa Mục Sư Quả Nghiệp và hai vị Mục Sư Phụ Tá cho tôi cơ hội buổi chiều hôm nay được trả lại cơ hội thánh để chúng ta suy ẩm lời Chúa. Trước khi chúng ta suy ẩm lời Chúa thì tôi dâng lời cảm ơn Chúa, cảm ơn Mục Sư Ban Chấp Hành Hội Thánh và các phong dân của Chúa đã cầu thai cho chúng tôi trong cái chuyến đi đầu tháng 3 vừa rồi. Chúng tôi xuống dưới Atlanta và Chúa cho chúng tôi đã thực hiện được cái lễ cưới của con trai tôi là Thiên Ân, là trai Úc, với một cô giáo hứa, đó là Phùng Thanh Nguyên, và đã hoàn tất cái việc đám cưới cho con trai Úc của tôi. Coi như là chúng ta đã xong trong cái trách nhiệm của cha mẹ đối với đứa con trong gia đình mình. Cảm ơn Chúa. Và cũng có lời cảm ơn tất cả các quý ông bà anh chị em đã cầu nguyện và hỗ trợ cho chúng tôi trong cái việc này. Và cảm ơn Chúa cho chúng tôi cũng được đi qua một vài nơi sau cái lễ cưới đó. Chúng tôi cũng được Chúa Ngài cho phép được dự cái đại hội ở tại Phoenix. Và sau đó thì tôi xuống Bắc Cali thì cảm ơn Chúa. Chúa cho tôi được đến với một cái điểm nhóm mới. Tại đó có năm gia đình con cái Chúa, họ rất yêu mến Chúa. Và họ mua một cái nhà cổ trên 200 năm. Và họ đã quyết định dâng cái nhà đó để mở hội thánh. Và có một cái kho lẫm nó xây vòng tròn giống như cái locot vậy đó, nhưng mà đó là cái kho họ dùng để mà chứa thực phẩm trước đây của cái chỗ cũ đó. Và họ sẽ biến cái chỗ đó tân trang lại làm nơi bổng canh để mà cầu nguyện cùng Chúa. Và Chúa cho tôi được dự phần cầu nguyện để mà giải cứu cho cái căn nhà đó, bởi vì nó cũng có ảnh hưởng của cái quyền lực bóng tối tăm nó chiếm ngự ở tại nơi đó. Và cảm ơn Chúa. Thì bây giờ họ đang tiến hành cái việc mà trùng tu nó lại toàn diện. Và tại đó thì có thể sau này có thể là một cái trung tâm phục vụ Chúa cho tất cả các hội thánh trong vùng, cũng như các nơi có thể về đó hoặc là nghỉ dưỡng, hoặc về đó ăn cầu nguyện, hoặc về đó để mà có những cái mục vụ về vấn đề đào tạo, ngợi khen, thờ phượng hay là các lĩnh vực khác. Cảm ơn Chúa Ngài cho chúng ta được giữ phần trong cái công việc này. Và sau đó thì cảm ơn Chúa chúng ta được trở về đây là cái thời gian kết thúc cái hành trình của chúng tôi. Ngày mai sáng sớm thì Mục Sư Hải giúp đưa chúng tôi ra phi trường để chúng ta trở lại Việt Nam. Vì cái đó xin Hội Thánh nhé cầu nguyện cho tôi trong cái mục vụ trong những thời gian tới. Hiện nay thì tôi không còn ở trong cái vai trò lãnh đạo của Hội Thánh Hoàn Toàn Vẹn Việt Nam, tôi chỉ giữ vai trò cố vấn thôi. Nhưng mà tôi được Chúa Ngài đặt để trong tôi một cái sự dẫn dắt, đó là đi mở mang những hội thánh mới trong và ngoài nước. Và Chúa thật sự đã có chúc phước và ban ơn. Mỗi chuyến đi của tôi qua đây hoặc là ở tại Sài Gòn, đi ra Hà Nội, đi ra miền Trung, đi xuống Cà Mau, đi xuống vùng Hậu Giang, thì mỗi bước chúng tôi đi như vậy thì cảm ơn Chúa cho hội thánh mới được thiết lập. Cho nên xin Hội Thánh cầu nguyện để chúng tôi có thể tiếp tục với cái tuổi còn lại của mình để phục vụ Chúa, là Đức Chúa Trời đã kêu gọi và ban ơn cho chúng tôi. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta cùng đến với lời của Đức Chúa Trời ở trong sách Sứ Đồ Thư Ký đoạn 14. Sứ Đồ Thư Ký đoạn thứ 14 từ câu thứ 21 đến câu thứ 31, tôi xin phép được đọc ở tại đây. Sứ Đồ Thư Ký đoạn 14 từ câu 21 đến câu thứ 31. Và vua sẽ giơ tay ra trên biển, Đức Giê-hô-va dẫn một trận gió đông thổi mạnh đùa biển lại trọn cả đêm. Ngài làm cho biển bài ra khô và nước phân rẽ. Giơ-sơn xuống biển đi như trên đất cạn, còn nước làm thành một tấm vách ngăn bên hữu và bên tả.
Người giúp tôi bèn đuổi theo hết thải ngựa binh xa cùng lính kỵ của Pha-rô đều theo xuống giữa biển. Và đến canh tư Đức Giê-hô-va ở trong lòng trụ mây và lửa nhìn ra thấy trại của người giúp tôi, bèn làm cho họ phải rối loạn. Ngài tháo bánh xe của họ khiến dẫn dắt cực nhọc. Người giúp tôi bèn nói với nhau rằng: ta hãy trốn khỏi dân Israel đi, vì Đức Giê-hô-va thế dân đó mà chiến cự cùng chúng ta. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy giơ tay ngươi ra trên biển, nước sẽ trở lấp người giúp tôi binh xa lính kỵ của chúng đó. Môi-se giơ tay mình ra trên biển lối sang mai, nước trở lấp phủ đáy biển lại, người giúp tôi chạy trốn bị nước chặn. Vậy Đức Giê-hô-va xô họ xuống giữa biển. Thế thì nước trở lại bao phủ binh xa lính kỵ và cả đạo binh Pha-rô-ôn đã theo dân Israel xuống biển, chẳng còn sót lại một ai. Xong dân Israel đi giữa biển như trên đất cạn, nước làm thành tấm vách ngăn bên hữu và bên tả. Trong ngày đó Đức Giê-hô-va giải cứu Israel khỏi tay người giúp tôi, dân ấy thấy người giúp tôi chết trên bãi biển. Dân Israel thấy việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm cho người giúp tôi thì kính sợ Ngài, tin Ngài và Môi-se là tôi tớ Ngài. Amen. Xin Hội Thánh cùng tôi chúng ta đọc chung với nhau câu 21-22 để chúng ta làm nền tảng cho cái sứ điệp mà tôi công bố buổi chiều hôm nay. Câu 21-22 chúng ta cùng nhau đọc: và Môi-se giơ tay ra trên biển, Đức Giê-hô-va dẫn trận gió đông thổi mạnh đến đùa biển lại trọn cả đêm. Ngài làm cho biển bày ra khô, nước vắng rẽ. Dân Israel xuống biển đi như trên cái cạn, còn nước làm thành một tấm vách ngang bên hữu và bên tả. Cảm ơn Thánh, chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, con tin vào lời của Đức Chúa Trời, con tin vào lời Ngài là thần linh và sự sống. Con tin là lời Chúa có sức mạnh như búa đập vỡ đá, như lửa làm cho sôi nước. Lời của Ngài phán truyền có thể làm rúng động các núi, làm tan tác các đồi và làm cạn tác sông biển. Con tin vào lời Chúa là lời quyền năng để đem đến sự dạy dỗ cho chúng con. Vì Kinh Thánh thì chúng con biết rằng lời Chúa là lời sống và linh nghiệm. Lời của Ngài phán ra một chấm một nét không qua đi, vẫn còn giá trị cho đến đời đời. Thậm chí dầu trời đất này có qua đi, nhưng lời của Đức Chúa Trời không bao giờ qua đi. Vì vậy nhân danh Đức Chúa Jesus Christ con này, xin Chúa làm cho chính con và Hội Thánh Chúa chiều hôm nay chúng con nhận được sự dạy dỗ qua lời của Ngài trong phân đoạn Kinh Thánh này. Và lời đó sẽ là một hành trang trang bị cho chúng con trong linh trình bước đi theo Chúa. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa chúng con trải nghiệm được cái tay quyền năng của Ngài cho chúng con. Chúng con trải nghiệm được bước đường mà chúng con đi theo Ngài có những sự ngăn trở chặn đường bích lối nào, thì Chúa ơi, con này xin Chúa khai phóng quyền năng của Ngài, mở toan ra cho chúng con để chúng con nhìn biết rằng Chúa Ngài luôn luôn dìu dắt chúng con từng bước một, chúng con bước đi theo Ngài. Chúa ơi, buổi chiều hôm nay tại đây có quý ông bà anh chị em con có những nan đề nào, có những bế tắc nào, có những vây bọc nào bởi những cái áp lực của ma quỷ, của sự thù nghịch, của tai họa, của những sự mà bệnh tật yếu đau, hoặc có những rắc rối bao trùm khiến cho em chúng con dường như bị bê tắc cùng đường, không lối thoát. Lạy Chúa, xin Chúa chúng con điều hướng là về Ngài, đón nhận lời của Ngài và qua lời này khai phóng quyền năng của Ngài để làm cho con và em con trở nên mạnh mẽ và bước đi vượt qua tất cả mọi
sự ngăn cản để chúng con thăng tiến trên lính trình mà Chúa dẫn dắt chúng con vào trong nguồn phước hạnh lớn lao mà Chúa ban cho chúng con ngay trên đất này và trong nước đời đời của Đức Chúa Trời nữa. Con ngợi khen cảm ơn Ngài, xin sức giàu ở trên con, xin ban cho con được tự do mọi bề, xin kiểm soát con và phán nhẹ với con, điều khiển con, không phải bởi chính con mà bởi chính Ngài qua con, để Ngài có thể nói và truyền bảo và thực hiện điều gì mà Ngài có thể làm được dù vọng chúng con chiều hôm nay. Con ngợi khen cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Jesus Christ Nazareth, ta nói với tất cả mọi quyền lực nào của ma quỷ muốn tối tăm ngăn trở phải lui ra khỏi dù vọng chúng sự của Chúa. Con phóng thích quyền năng của Ngài mở lối sống cho anh con, mở đường mới cho anh con, đưa lên cho con thoát khỏi sự nguy khốn, dẫn chúng con đến bờ bên trong sự bình an. Hallelujah, con ngợi khen cảm ơn Ngài. Ô hallelujah, ô sự vinh quang thuộc về Chúa của chúng con, sự ca ngợi thuộc về Chúa của chúng con, sự tôn trọng thuộc về Chúa của chúng con, và chúng con được ngập tràn trong phước hạnh mà Ngài ban cho chúng con. Hallelujah, chúng con cảm ơn Ngài, con cảm ơn Chúa trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Có người nào đang bị tấn công vào trong cái dạ dày của mình đó, đang bị đau bụng và khó chịu đó, anh em hãy đặt tay vào trong cái bụng của mình và nói khởi sự hoành hành của cái cơn đau bụng hay là sự xáo trộn trong hệ thống tiêu hóa gì đó, hãy dừng lại và ra khỏi mình đi. Em nói điều đó đi, em sẽ thấy được cái sự tác động của Chúa cho anh em. Yeah. Amen. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Buổi chiều hôm nay tôi đến với hội thánh Chúa qua cái sứ điệp đó là Chúa mở con đường sống, hay nói cách khác là Chúa mở một con đường cho chúng ta thoát khỏi sự chết để chúng ta hướng được sự sống mà chính Đức Chúa Trời dành sẵn cho bạn cho. Amen. Câu chuyện này rất là quen thuộc đối với chúng ta, rất là quen thuộc đối với chúng ta. Những sư thô hồ thánh của Đức Chúa Trời xin Chúa Giê-xu thấy được bàn tay của Đức Chúa Trời vẫn hiện hữu ngày hôm nay trong cái lĩnh vực đời sống của chúng ta qua cái câu chuyện này. Chúa Giê-xu Christ Ngài đã giải thoát dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Ngài dẫn họ đi vào trên con đường đến xứ hứa Canaan. Và sau khi Ngài dẫn họ đi được 3.000 đường thì Ngài dẫn họ đảo ngược lại phía vùng biển đó, và cuối cùng Ngài truyền lệnh cho họ đóng quân ở tại Phi-ha-ri-ốt, vì tại đó nó đối diện với biển và ngang ban sư phụ, và tại đó thì họ đang đóng trại tại đó. Thì đạo quân của Pharaoh họ bắt đầu họ hồi tỉnh lại sau cái một cái tai họa cuối cùng mà Chúa giáng xuống trên họ là sự chết trải khắp cả Siêu-tô, mà họ khốn khổ với cái sự chết chóc con trai của họ và con của sự quản đầu lòng của họ. Họ khủng hoảng vì cả một cái đêm tối thật sự kinh hoàng với họ. Và trong đêm tối kinh hoàng đó thì họ bận rộn với sự tan chế và đầy sự thảm khốc đó, thì Chúa lại đem dân Israel ra khỏi đó 3.000 đường. Thì họ mới hồi tỉnh lại, nó wow, dân Israel đã ra khỏi Siêu-tô rồi, thì bây giờ còn ai làm nô lệ cho họ? Thế thì Pharaoh đã tổng động binh quân lực của mình, đem 600 xe thượng hạng và hết thảy xe nào có trong Siêu-tô ông đều điều động, và mỗi trên xe có những cái chiến binh rất là hùng hậu, rất là tức tối, rất là giận dữ đuổi theo dân xe. Và khi họ đuổi theo thì họ đã phát hiện dân sơn đang đóng trại ở giữa bờ biển kia. Thì họ rất là phấn khích và vui mừng vì sẽ bắt được dân sơn và đem
trở về nhà nô lệ thật. Và khi dân sơn quay lại thấy đạo quân của Pharaoh hùng hậu kéo tới, nghĩa là bụi bay mù mịt của cái cánh đồng sa mạc đó, thì họ khủng hoảng và họ đã tấn công vào trong Môi-se người lãnh đạo họ. Nói là tại sao dẫn chúng tôi vào trong đồng vắng này để chết chung trong đồng vắng này, sao ở xứ Ai Cập không có phần mộ sao mà sẽ dẫn chúng tôi vào trong chỗ này để chết? Chúng tôi đã từng nói với ông rồi, thà để cho chúng tôi chịu chết ở tại Ai Cập còn có mộ chôn, vào trong đồng vắng này không có chỗ chôn. Và làm cho Môi-se bị áp lực trước cái tình huống này. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Môi-se đã đáp cùng dân sự như thế này ở trong đoạn 14 câu thứ 13. Môi-se đáp cùng dân sự rằng: chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày mai xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi. Vì người giúp tôi mà các ngươi ngó thấy ngày nay thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa. Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng. Môi-se kêu vang cùng Đức Giê-hô-va, chú phán của Môi-se rằng: hãy giơ tay lên biển, nước sẽ rẽ ra và dân sẽ đi qua biển như trên đất khô. Dẫu vậy thì đang tới hồi rất là đen tối nguy kịch, vì lúc bây giờ là ban đêm rồi. Và Chúa đã sai thiên sứ của Ngài đi lộn ngược lại người cuối cùng của đoàn quân sơn để làm một cái sự che chắn hầu cho đạo quân Pharaoh không thể đến gần được. Và Ngài khiến cho trụ mây, trụ lửa đảo lộn về phía sau để làm một cái sự ngăn cách giữa dân Ai Cập và dân sơn để không thể sát lại được. Và Chúa nói với Môi-se: hãy giơ tay lên trên biển. Và Môi-se vâng lời giơ tay lên biển, thì Chúa đã dẫn một trận gió đông một cách mạnh cực kỳ chưa từng có. Và chính cái trận gió đó đã thổi mạnh đùa biển, làm chia tách biển ra và khiến cho biển bài ra khô, và Ngài tạo nó thành một cái vách ngăn bên hữu và bên tả, chặn nước lại để cho dân sơn xuống biển mà qua bên kia và biển. Do vậy thì đạo quân Ai Cập vì xe thượng hạng, phe hạng nghĩa là có thể nói rằng rất là hùng mạnh, và đại chiến binh ở trên xe đó rất là nghĩa là giận dữ, cho nên cũng xuống biển và đuổi theo dân xe. Thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Giê-hô-va đến canh sáng, Ngài thấy cái tình trạng đó, cho nên Ngài đã làm ra một việc, đó là Ngài tháo bánh xe của họ, làm cho họ dẫn dắt một cách cực nhọc, rồi Ngài khiến cho họ quá cuộc khổ sở với những cái xe thượng hạng của họ đó bị ban, rồi bị tháo bánh xe, rồi nào là cái đất ở dưới biển đó nó lầy lội và đêm tối nữa. Và chính vì đó họ khủng hoảng quá, và họ nói rằng: wow, hãy lui khỏi dân Israel, vì Đức Giê-hô-va thay thế cho dân đó chiến cự của chúng ta và làm chặn bước tiến của kẻ thù và soi sáng ban đêm cho đoàn dân Israel. Và họ đã nhanh chóng thoát khỏi cái lòng biển đó lên bên bờ bên kia. Và Chúa bảo Môi-se: hãy giơ tay lên, nước biển lấp lại và người dân thơ tất cả đều bị chìm đắm ở dưới biển. Đấy là câu chuyện tất cả chúng ta đều biết. Nhưng thưa hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta suy gẫm về cái tình trạng mà dân sinh họ đang đối diện với một cái tình trạng có thể vô cùng nguy hiểm, tiến thoái lưỡng nan, đi tới thì cũng chết,
mà ở tại chỗ cũng chết, mà thối lui lại làm sao cũng chết, không có con đường sống. Họ đã bị bế tắc cùng đường, và chính họ bế tắc cùng đường đó thì họ đã nổi loạn với người lãnh đạo của họ dẫn dắt họ là Môi-se, và làm cho Môi-se phải nghĩa là kêu van cùng Chúa chứ không cách nào khác hơn để đối phó với họ. Và Chúa Ngài đã truyền lệnh cho Môi-se phải làm một điều vô cùng kỳ lạ chưa bao giờ trải nghiệm, và điều đó đã thành công một cách kỳ diệu lạ lùng. Alleluia, cảm ơn Chúa. Nhưng tại sao Chúa lại mở cho họ con đường thoát chết? Tại sao Chúa Ngài lại cho họ con đường sống mà không để cho họ bị tiêu diệt? Vì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa thật sự Ngài là đấng yêu thương dân sự của Ngài. Ngài không muốn cho họ bị tiêu diệt dù họ đang đối diện với tình trạng rất là nguy hiểm, sự chết gần kề, đi tới cũng chết, đi lui cũng chết, mà ở lại cũng chết. Và đứng trước tình hình đó thì chúng ta thấy là không còn có con đường nào, không còn có một lối nào. Nhưng chính Chúa Ngài là đấng yêu thương dân sự của Ngài. Ngài không muốn cho dân sự của Ngài chết, và Ngài muốn cho dân sự của Ngài sống. Bởi vì sao? Bởi vì Ngài đã dùng cánh tay mạnh mẽ của Ngài giơ tay ra trên Ai Cập với 10 tai vạ, làm cho họ phải khủng khiếp trước quyền năng mạnh sức của Ngài để đem dân sự của Ngài ra. Và chẳng lẽ tới chỗ biển này Ngài để cho họ bị chết sao? Ngài đã yêu thương họ, Ngài đã dùng hết sức của Ngài để có thể đem họ ra khỏi cái chỗ nô lệ đó, và ban cho họ được sống như vậy là bởi tình yêu quá lớn của Ngài dành sẵn và ban cho. Phải thưa hội thánh của Đức Chúa Trời, ngày hôm nay chúng ta biết rằng Ngài còn cho chúng ta con đường sống, Ngài còn mở lối chúng ta thoát ra khỏi những chỗ nguy ngập, Ngài đem chúng ta ra khỏi những cái tình trạng mà có thể nói rằng khủng hoảng. Thì anh chị em ơi, bởi vì Ngài quá yêu thương chúng ta. Lời Kinh Thánh là chép trong Giăng đoạn 13 câu thứ nhất là Chúa Giêsu biết Ngài trở về cùng Cha đã gần đến rồi, cho nên Ngài đã làm một việc mà Kinh Thánh chép rằng Ngài yêu kẻ thuộc về Ngài trong thế gian, Ngài cứ yêu cho đến cuối cùng. Dầu chúng ta rơi vào trong tình trạng nào, dầu chúng ta ở trong sự bế tắc nào, thì đừng bao giờ quên rằng Chúa vẫn yêu chúng ta. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng Chúa không còn yêu chúng ta nữa, bởi vì chúng ta bị cái sự kẻ thù tấn công. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng Chúa bỏ rơi chúng ta rồi, Ngài không còn nhớ đến chúng ta nữa. Nhưng không, Ngài không bao giờ bỏ rơi, không bao giờ mà quên chúng ta. Bởi vì Ngài đặt chúng ta trong lòng bàn tay của Ngài, Ngài nhìn thấy, Ngài biết, và Ngài luôn luôn chăm sóc chúng ta. Và Ngài có cách của Ngài để can thiệp và giải quyết những nguy hiểm đó cho chúng ta. Ngài yêu chúng ta, Ngài cứ yêu đến cuối cùng. Chúng ta nói là không có gì phân rẽ khỏi tình yêu mà Ngài đã yêu chúng ta ấy bé. Không có gì phân rẽ cả. Cảm ơn Chúa, Ngài cứu dân sự của Ngài bởi vì Ngài yêu họ. Và chúng ta cũng có thể nói với Chúa rằng cảm ơn Chúa vì Ngài cứu con, bởi vì Ngài yêu thương con. Điều thứ hai mà cái lý do Chúa mở cho dân sự con đường sống ở tại đây là bởi vì có Ngài không muốn cho kẻ thù tiếp tục trấn áp họ, tiếp tục đày đọa họ, tiếp tục giày xéo họ, tiếp tục cai trị trên họ và khiến cho họ trở thành nô lệ của họ. Ngài muốn cái dân sự của Ngài được tự do, cho nên Ngài mở con đường sống cho họ thoát. Và đối với kẻ thù thì luôn luôn đuổi theo, muốn kéo trở lại. Đối với kẻ thù thì không muốn thoát ra khỏi tay của kẻ thù để chúng ta trở thành nô lệ cho chúng nó, chúng ta trở thành những kẻ bị cai trị và bị làm cho chúng ta không cùng với cái tình trạng của nó. Nhưng ở tại đây chúng ta biết là Ngài mở chúng ta con đường sống để Ngài không cho chúng ta ở dưới cái sự mà khống chế và tàn phá của ma quỷ và cái sự thù nghịch chúng ta. Đứng trước cái sự nổi giận hay là giận hoảng của Satan đi nữa, thì tôi xin thưa với các bạn chị em rằng có Chúa ở tại đó và Ngài thấy là biết hết, và Ngài không để cho kẻ thù vượt quá cái giới hạn của nó. Ngài sẽ tiếp tục
làm cho kẻ thù bị đại bại để cho chúng ta tự do bước đi vào Ngài. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Khi tôi đến ở tại Philippines, có một chị em ở cách San Jose là 3 tiếng đồng hồ. Vợ chồng họ đi xe đi qua bên đại hội dự. Và tại đó thì đến nhà của một sư hiền, tức là chắc có lâm số là đại biết. Và một sư hiền đó rằng: "Mục sư ơi, bây giờ chúng ta có việc làm rồi." Và thế là trong đêm đó chúng tôi bắt đầu làm cái công tác giải cứu cho cô ta. Và mới có hỏi vài câu thôi thì tại lên nó sụp đầu lộ diện. Nó vặn vẹo, nó làm rất là khốn khổ. Tại vì con này trước đây cũng là chưa tin Chúa rồi bị tấn công bởi kẻ thù và làm cho rất là khốn khổ. Và mỗi khi ma quỷ nó hành hại cô ta thì chính cô ta đánh chính mình, đánh lên nỗi gương mặt không còn thấy mặt của mình ra sao nữa, và làm rất khốn khổ như vậy. Và cảm ơn Chúa, sau đó thì tôi cầu nguyện khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ, sau đó thì cô được giải thoát và được nhẹ nhàng. Tuy nhiên nó vẫn còn, tại vì nó thuộc một cái lực lượng rất là ly lợm và rất là dã, và nó vẫn nói ra nó là thiên linh cái, tức là tà linh hay là ma quỷ thiên linh cái, và nó cứ cầm một cái cổ tay. Và ngoài đó thì có những cái dẫn linh khác nữa. Và cảm ơn Chúa, sau đó thì tiếp tục cứ từng bước cầu nguyện giải cứu. Và rồi tới cái ngày đại hội có cái workshop trong cái vấn đề giải cứu chữa lành đó, thì cô ta được đứng lên để giới thiệu, làm chứng một đôi chút, và các mục sư tiếp tục đặt tay cầu nguyện và nó lộ ra giữa cái cuộc sống đó. Và cảm ơn Chúa, sau đó thì được ổn thỏa cho đến rồi cuối cùng thì trước khi chúng tôi rời tại đó, và cô đó và chồng cô đó rời chỗ Phoenix về ở trên cái vùng này, thì Chúa cho được bình an. Và về tới nhà chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc trong điện thoại với những ta cô ta cầu nguyện. Và bây giờ cô tự mình để công bố đuổi các cái tà linh ra khỏi mình. Và cứ tiếp tục như vậy, tiếp tục như vậy. Và cô rất là vui mừng, cảm ơn Chúa, bây giờ được phấn khởi lắm. Và cô đã giới thiệu cho một gia đình ở vùng Los Angeles đến đây với chúng ta. Nhưng mà tôi mới nhận được tin hồi tối qua thì cô ta nói là gia đình nó bận quá không tới đây được. Và tôi tin là một ngày nào đó sẽ tới đây, và các tôi tới chưa đây sẽ làm cái công việc giải cứu cho gia đình này. Và sau khi cầu nguyện cho cô đó thì có một người khác liên hệ qua điện thoại, và chúng tôi cũng đã giúp đỡ trong cái sự cầu nguyện từ điện thoại cho một người Mỹ. Và cảm ơn Chúa, họ được giải cứu bởi vì cuộc đời của họ quá khốn khổ bởi kẻ thù nắm bắt, không muốn buông tha, lôi kéo họ trở về, muốn tiêu diệt họ. Nhưng Chúa thì Ngài là đấng không muốn để kẻ thù cứ áp hãm, cứ cầm buộc, bởi vì sự chết của Ngài trên thập tự giá bẻ xiềng tháo cung để làm cho những kẻ bị cầm buộc như người của ma quỷ được tự do. Amen. Chúng ta biết rằng ma quỷ nó không muốn buông tha chúng ta. Fear thì nói là nó rình mò xung quanh chúng ta, nó tìm kiếm con người nào núp được. Và thật sự nó đã không muốn buông tha, nó đeo đuổi. Nhưng hỡi anh chị em, chúng ta đừng sợ, vì Chúa Ngài có ở đó, chính Ngài sẽ mở lối thoát cho chúng ta. Amen. Ngài sẽ làm chúng ta được tự do. Hallelujah, cảm ơn Chúa, rất là tuyệt vời. Và cảm ơn Chúa là chính Chúa Ngài đã làm rất là nhiều điều lạ lùng đối diện với kẻ thù muốn cướp giết gì chúng ta, thì Chúa làm cho nó thối lui để làm sao chúng ta. Vì Kinh Thánh nói ngày nào tôi cầu nguyện thì kẻ thù nghịch thối lui để làm sao chúng ta. Vì cái đó nếu chúng ta không cầu nguyện thì kẻ thù nghịch sẽ lãng vãng trước mắt chúng ta, và nó sẽ có thể dở bao nhiêu những cái trò nào đó để nó tấn công về rồi chúng ta. Amen.
chúng ta hãy biết rằng Chúa Ngài mở lối cho chúng ta thoát, Ngài tạo chúng ta con đường sống, bởi vì Ngài yêu thương chúng ta và Ngài không muốn kẻ thù lấn lướt thần chúng ta. Điều thứ ba, cái lý do mà Chúa mở con đường sống ấy là Ngài đã thành tín giữ lời phán hứa của Ngài. Nói cách khác là Chúa không bao giờ thất tín. Tại vì sao? Tại vì tổ phụ của Joseph khi họ ra khỏi xứ tôi đây là Chúa đã hứa với tổ phụ của họ là Abraham. Ngài ban cho dòng dõi của Abraham đông như sao trên trời được, như cát đại biển. Và rồi chúng ta thấy rằng Joseph sau 430 năm họ đã hình thành một cái lực lượng của Joseph hơn cả triệu người ở tại xứ Giê-tô. Và Chúa đã thành tín trên lời hứa của Ngài, cho nên Ngài đã dấy Môi-se lên để giải phóng họ ra khỏi xứ Giê-tô, để dẫn đưa họ vào trong xứ hứa được sửa và mật. Nhưng tới đây chúng ta thấy rằng kẻ thù không muốn cho họ đến xứ được sửa mật, cho nên ra sức chạy đường và muốn tiêu diệt. Thì Chúa Ngài thành tín trên lời phán hứa của Ngài, cho nên Ngài đã mở con đường cho Môi-se và dân sinh thoát ra khỏi con đường. Nó không phải là con đường mà bình thường, nó không phải là cái con lộ thênh thang để mà họ đi, nhưng mà đi qua dưới lòng biển một cách mâu nhiệm và lạ lùng. Như Kinh Thánh trong Thi Thiên 92 câu 2 nói rằng buổi sáng tỏ ra sự nhân từ và ban đêm truyền ra sự thành tín của Ngài. Ngài đã mở lối biển cho họ đi qua như trên đất khô. Hallelujah, cảm ơn Chúa, Ngài thành tín anh chị em ơi. Chúng ta đừng bao giờ thất vọng, bởi vì Chúa chúng ta, Ngài đã hứa điều gì, Ngài sẽ làm cho ứng nghiệm cách trọn vẹn. Amen. Ngài đã hứa chúng ta, Ngài không rời chúng ta, không bỏ chúng ta. Hãy tin vào lời hứa đó, Ngài vẫn ở cùng chúng ta trong mọi nơi chúng ta đi. Nếu chúng ta rơi vào trong cảnh bế tắc nguy khốn nào, chúng ta đừng quên rằng Chúa là đấng mở lối cho chúng ta thôi. Nếu chúng ta đang đối diện với một cái nghịch cảnh nào đó và dường như chúng ta bị hãm hiếp, bị tấn công, bị đe dọa, bị gây ra khủng hoảng, thì xin chúng ta ngửa trong nơi Chúa, vì Ngài là thành tín của mình. Và chúng ta phải công bố rằng mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín của Chúa là lớn lắm. Amen. Sự thành tín Chúa lớn lắm. Mỗi ngày chúng ta sống trong sự mới luôn, mỗi ngày chúng ta sống trong sự mới luôn, bởi vì Chúa chúng ta là đấng sống. Ngài vẫn có mặt trong đêm tối, Ngài vẫn hiện diện trong buổi hừng đông, và Ngài vẫn có mặt giữa ban trưa, và Ngài vẫn đồng hành với chúng ta trong khi chúng ta gặp phải những rắc rối. Thì Ngài ở tại đó, Ngài sẽ hoàn tất lời hứa của Ngài đã hứa của chúng ta. Ngài không lìa chúng ta và không bỏ chúng ta. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Chúa mở con đường sống vào trong cái thời điểm như thế nào? Cái thời điểm mà Chúa mở cái con đường sống, hay là đứng trước cái thực trạng như thế nào mà Chúa lại mở con đường sống đó để cho dân sự của Chúa được đi? Ở tại đây chúng ta thấy rằng Chúa mở con đường sống không phải là Ngài mở trước, không phải là Ngài mở trước cho dân sao đi, nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng kẻ thù đang tấn công một cách rất là hùng hậu và đang ở trong tình trạng giận dữ và rất là tức tối, bởi vì xứ sở của Giê-tô nó tan thành bình địa rồi, rồi con cái là cơ nghiệp của họ cũng đã bị tiêu tán và chết mất. Mà một cái sự sơ sát điêu tàn của Giê-tô rồi, cho nên họ tức lắm. Vì lý do đó, cho nên khi họ đã đến với Giê-sơn với một cái sự tức giận như, và họ tấn công như vũ bão, và họ áp chế đến Giê-sơn, và tại đó Giê-sơn phải đối diện với một tình trạng thập tử nhất sinh và không còn con đường nào thoát. Và tại đó thì cái giây phút đó Chúa Ngài đã làm một cách rất là kỳ diệu lạ lùng, để rồi Ngài làm một cái cuộc chinh chiến đối với kẻ thù để Ngài bảo vệ và Ngài mở lối cho đi. Hallelujah, cảm ơn Chúa.
Và trong cái tình trạng có thể nói là bước đường cùng đó, dồn dân sinh vào bước đường cùng, thì ngay trong thời điểm đó họ nói là chết, 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 không còn sống. Họ nói không còn lối thoát, bởi vì ở cái sự chết thật sự đang đe dọa họ, và cái sự áp chế đến gần họ, và họ đang đối diện với một cái sự, một cái tình thế, nghĩa là có thể vô cùng nguy ngập, bởi kẻ thù đang áp chế và làm cho họ thấy chết tận này. Và trong cái thời điểm dường như bế tắc đó, trong thời điểm dường như đen tối đó, trong thời điểm đó không còn đường xoay sở đó, thì Chúa có ở tại đó để Ngài bỏ lâu thoát cho họ. Hallelujah, cảm ơn Ngài. Trong Thi Thiên 70 câu thứ 5 đã cho tôi bài học vô cùng quý giá ở tại đây. Câu Kinh Thánh này nói như thế này: còn tôi bị khốn cùng và thiếu thốn, Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy mau mau đến cùng tôi. Chúa là sự giúp đỡ tôi, đấng giải cứu tôi, Đức Giê-hô-va ơi, chớ chậm trễ. Còn tôi bị khốn cùng và thiếu thốn, hay nói cách khác là còn tôi bị bế tắc và cùng đường. Đối với dân sơ lúc bây giờ là họ đang bị bế tắc rồi, không còn đường đi rồi, không còn lối thoát rồi, ở trong tình trạng vô cùng nguy ngập và chỉ có sự chết chờ đợi mà thôi. Mà nhảy xuống biển thì chết, mà ở đó cũng chết, mà lui trở lại lại càng chết sớm. Chính vì cái đó cho nên họ chỉ còn một cách mà thôi, đó là ngửa trong lời Chúa. Và chính Chúa Ngài mở lối cho họ bước đi. Ở trong Thi Thiên 69 câu thứ 3, câu thứ 2, câu thứ 3 và câu thứ 4 chép như thế: tôi lún sâu, tôi lún trong bùn sâu, khóc nơi cẳng đụng cẳng, đụng cẳng, tôi bị chìm trong nước sâu, dòng nước ngập tôi lạ mệt, cuống họng tôi khô, mắt tôi hao mòn trong khi trong đời Đức Chúa Trời tôi. Những kẻ ghen ghét tôi vô cớ nhiều hơn tóc trên đầu tôi, những kẻ làm nghịch thù tôi vô cớ và muốn hại tôi thật mạnh, tôi phải bồi thường điều tôi không dựng. Đức Giê-hô-va ơi, Chúa biết sự ngu dại tôi, các tội lỗi tôi không giấu được Chúa. Cầu xin Chúa đến gần linh hồn tôi và chuộc nó, vì cỡ kẻ thù nghịch tôi, xin hãy cứu chuộc tôi. Trong cái Thi Thiên này cho chúng ta thấy rằng tác giả Thi Thiên này rơi vào trong trạng thật sự rất là nguy khốn, đến nỗi ông diễn tả ra rằng ông đang bị lún xuống bùn, và trong cái bùn vũng bùn đó cái chân ông không đụng được đến cái đất cứng, và nó càng ngày nó càng lún xuống, và có cố xoay sở như nào thì càng lún xuống, và nó ngập dường như không còn thở được, không còn lối thoát, và đang bị, nghĩa là có nên thân thể bị khô hao, mệt mỏi và không còn đủ sức để mà xoay sở được nữa. Và tác giả nói rằng tôi bị kẻ thù nghịch tôi, nghĩa là hãm hại tôi, đến nỗi tôi phải bồi thường những cái điều mà tôi không có làm thiệt hại. Và trong tình trạng cực kỳ nguy khốn đó thì tác giả nói rằng Chúa là đấng giải thoát cho tôi. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Chúng tôi trước đây có lẽ tôi cũng đã làm chứng cho hội thánh, tôi rơi vào trong tình trạng thật sự cực kỳ đen tối. Cái nhà tôi cho người ta mượn thế chấp, ngân hàng đã kiện ra tòa 2 lần, và lần cuối cùng là họ quyết định là sẽ tịch thu cái nhà chúng tôi, và họ còn đe dọa như thế này. Họ nói rằng tôi nói cho ông biết nha, ông đừng có tưởng kéo dài rồi chúng tôi bỏ qua đâu nha. Tôi nói cho ông biết, ông trả không được thì vợ ông còn sống thì vợ ông sẽ trả, mà nếu vợ ông chết rồi thì con ông trả, mà các con ông mà chết rồi còn đứa nào đứa đó cũng phải trả. Mà tôi nói cho ông biết nha, mà cháu ông còn, cháu nội ông còn, nó cũng phải trả. Mà nếu cháu nội ông chết hết rồi, chắc ông cũng phải trả. Thật sự nó làm cho tôi vô cùng khủng hoảng.
Tôi nói bà Chúa ơi, bây giờ con bị bế tắc không được rồi, không còn lối thoát rồi, bây giờ xin Chúa can thiệp. Và cảm ơn Chúa, Chúa dùng một anh em đã can thiệp vào, đã lấy tài sản chúng tôi về, và chúng tôi đã được cầm lấy cái sở hữu chủ của mình. Và chúng tôi thật sự cảm thấy rất là nhẹ nhàng và vô cùng thông thả, bởi vì Chúa Ngài đã cứu chúng tôi trong giây phút cuối cùng. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Trong giây phút cuối cùng, Chúa Ngài làm công việc giải cứu này. Trong giây phút cuối cùng, Ngài thực hiện cái điều kỳ diệu và lạ lùng này. Vì cái sự căng thẳng, cái sự nguy khốn nhất trong cái thời điểm mà có thể cực kỳ đáng tôi nhất, anh chị em ơi, Chúa ở tại đó và Ngài làm cái công việc giải cứu cho ta. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Hallelujah, cảm ơn Chúa vô cùng. Chúng ta thấy rằng có những tôi tớ của Chúa Trời trong Thiên Thánh là những chứng cớ cho chúng ta thấy rằng Chúa là đấng giải cứu đúng thời, đúng lúc, không quá trễ cũng không quá sớm. Hãy tin cậy vào Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài mở con đường thoát, Ngài mở con đường sống, Ngài giải thoát chúng ta một cách mầu nhiệm lạ lùng trong cái giây phút mà có thể nói chúng ta không thể ngờ được. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Kinh Thánh như chúng ta thấy trong cái thời của ECT đó, trong thời của ECT đó, thì ông Haman này rất ghét Mardochêu, bởi vì Mardochêu không có quỳ lụy và không có cúi đầu chào cái ông Haman này. Ông Haman này là trên vua Sô dưới ông ta. Ông ta rất là kiêu hãnh và rất là tự hào và rất là ngạo mạn lắm. Và ông rất là bực bội, cho nên ông đã được bạn bè của mình nghĩa là thêm mắm dặm muối vào và khích lại ông: hãy treo cái một những cái một hình lên đi, rồi sáng mai ông chào vua, ông xin vua treo mặt đôi chia lên là xong. Và ông nghe cái câu này hay, và ông để tâm tối nay hả, sáng mai mình sẽ làm điều này. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng ECT nói với Haman, nói với Mardochêu rằng: hãy vì tôi mà nói với toàn dân Giu-đa kia cầu nguyện, nếu tôi phải chết thì tôi sẽ chết khi tôi ra bát hồn. Và họ đã cầu nguyện. Thì cái đêm sáng ngày mà Haman muốn xin ý kiến của vua Asiru để treo Mardochêu lên cái cây một hình đó, thì không ngờ rằng chính ông là người bị treo lên cây một hình đó, chứ không phải là Mardochêu. Mà Mardochêu được thoát khỏi cái mưu ác của Haman, toàn dân Giu-đa được giải thoát khỏi cái mưu ác của Haman, bởi vì Chúa Ngài đã làm trong cái đêm cuối cùng đó để được thay đổi. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Và một cái tình trạng khác chúng ta thấy rằng Đa-ni-ên cũng là một trong những người ở trong tình trạng này. Và giai đoạn đầu thì chúng ta thấy rằng ba bạn của Hebrew, tức là ba bạn của Đa-ni-ên, không chịu thờ lại hình tượng. Cho nên ông vua đâu các anh em các nó rất là giận dữ, và ông truyền lệnh đốt lò lửa hực lên gấp 7 lần nóng hơn, và truyền lệnh bắt ba bạn Đa-ni-ên quăng vào trong lò lửa hực. Chúng ta thấy rằng quăng vào lò lửa coi như xong đời rồi, phải không ạ? Chúa lại không cứu ba bạn lên để không bị quăng vào trong lò lửa hực. Nhưng mà cái thời khắc mà Chúa cứu, Chúa giải thoát ba bạn đi ra đó là rơi vào trong lò lửa hơn. Và khi những cái người mà thi hành án đó trói ba bạn ra đi, rồi đem đến lò lửa hơn để mà quăng ba bạn này vào lò lửa hơn, những cái dây trói đó nó bứt đứt hết. Nhưng mà có người thứ tư hiện ra trong lò lửa đó. Thế là họ đi thông dong trong cái lò lửa đó, không thấy có điều gì xảy ra. Ông vua, ông nhìn thấy, ông nói: wow, có phải chúng ta truyền lệnh quan ba người không?
mà sao ta thấy có bốn người và người thứ tư giống như con của thần á? Tại sao Chúa không giải thoát trước để họ quỳ quanh vào lò lửa hực? Nhưng mà tại sao Chúa lại giải cứu sau khi bị quăng vào lò lửa, hay là trong khi ở trong lò lửa thì Chúa giải cứu? Phải thưa hội thánh của Đức Chúa Trời, đôi khi chúng ta nóng lòng, Chúa ơi giải cứu con sớm sớm đi, giống như tôi nói Chúa ơi giải cứu con mau mau đi, mau mau chứ có chậm trễ Chúa ơi, nếu chậm trễ thì con chết, chậm trễ con chết, con còn lối thoát, mau mau, mình cứ mau mau Chúa ơi, mau 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 mau, nhưng mà Chúa nói giờ ta chưa tới, đấy là phải tiếp tục chờ. Và chúng ta thấy rằng cái thời khắc mà Chúa mở con đường sống, thời khắc mà Chúa mở cái lối thoát, đó là thuộc về Chúa. Ngài có quyền làm tất cả mọi điều. Và hãy nhớ rằng khi mà Chúa thực hiện cái thời khắc mà Chúa mở con đường sống đó, nó vinh hiển hơn, nó lạ lùng hơn, nó màu nhiệm hơn, và danh Chúa được cả sáng hơn. Amen. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Để người ta thấy Chúa quyền năng hơn, Chúa vinh hiển hơn. Và sau khi ba bạn Daniel được ông vua bảo ra khỏi lẻ lẻ đi ra, người ta ngửi không thấy cái mùi khói ở trên cái áo của họ nữa, nhưng mà dây trói thì bị đứt. Chúng ta thấy Chúa lạ lùng không? Và khiến cho Daniel phải sắp mình xuống lại ba bàn này và tôn hô Đức Chúa Trời của ba bàn này, bởi vì có Đức Chúa Trời giải cứu một cách lạ lùng trong cái tình trạng kinh khiếp nhất. Amen. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Tôi xin thưa với các bạn chị em, nếu các bạn chị em ai đó rơi vào trong tình trạng nào dường như là mình đã bị ngập tới cái vũng bùn, nó làm cái mình ngập sâu ở dưới, chỉ còn có lỗ mũi thôi, nhưng mà hãy biết rằng Chúa giải cứu như vậy mới ngoạn mục chứ, Chúa giải cứu vậy mới lạ luôn kỳ diệu chứ em ấy. À, nếu mà Chúa giải cứu sớm hơn thì không có rạng rỡ chung lắm. Và tại đây Kinh Thánh Chúa nói như thế này, Chúa nói ta sẽ làm cho Pharaoh cứng lòng đuổi theo dân Israel, và tại trong chỗ đó làm cho ta được vinh hiển. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Hỡi anh chị em, nhiều khi anh chị em rơi vào trong rạn mà có thể nói là thật sự rất là kinh khủng, nhưng đừng bao giờ quên rằng Chúa Ngài có ở đó, mà Ngài sẽ thực hiện cái thời điểm của Ngài, nó mầu nhiệm, nó lạ lùng lắm, và chúng ta sẽ thấy được bàn tay quá lớn lao của Ngài bàn cho. Khi tôi giảng tại Cà Mau và Chúa cho tôi nói một cái tình trạng, tôi nói rằng trong vòng giữa hội chúng trong cái lớp học này có một người cách đây gần 40 năm bị té từ trên cao xuống ở dưới, có ai không? Khi tôi hỏi vậy thì không ai lên tiếng, không ai nhúc nhích hết. Và tôi nói lần thứ hai, và tôi nói lần thứ ba, Chúa cho tôi nói lần thứ ba, và tôi nói, Chúa cho tôi nói thêm nữa, cái người đó té từ trên cây cao rất cao và té lút xuống bùn luôn, mà chỉ còn cái lỗ mũi lên trên thôi. Khi tôi nói như vậy thì có một chị em cười mỉm, tôi nói có phải chị không? Chị nói dạ em không xin. Tôi hỏi sao? Chị nói hồi đó mới có 12-13 tuổi thôi, trèo lên cây dừa thật là cao, ngồi trên bẹ dừa đưa tay đến vặn cái trái dừa, mới ngồi bẹ dừa đưa tay vặn, chưa kịp vặn thì cái tàu dừa nó rớt xuống, và rớt xuống lút xuống sình, chỉ còn lỗ mũi là thôi. Và cái việc đó xảy ra 40 năm rồi, ngay cả chồng cũng chẳng biết, con chẳng biết, mà chẳng ai biết hết, không phải chỉ không lo chạy đi hết, nhưng mà chưa biết. Và ngay lúc đó Chúa nói rằng nếu Ngài không đỡ con thì con đã chết là rồi. Và nếu lúc đó cái mương mà có nước đó thì con cũng chẳng tồn tại đâu.
nó chỉ có bùng thôi mà nó chừa lại cái lỗ mũi để con thở, chứ nếu mà con nằm sắp xuống đó thì cũng không thể nào thoát được. Cảm ơn Chúa, bây giờ cô trở thành một nhân sự đi truyền giáo rất là đại ơn, rất đại ơn, giải cứu rất là nhiều người, bởi vì Ngài đã giải cứu trong cái tình huống có thể nói là kinh khiếp nhất, trong tình huống mà đen tối nhất, thì Chúa Ngài có ở tại đó là này. Cho nên tôi khích lệ các bạn chị em, đừng bỏ cuộc, đừng thất vọng, đừng ngừng lại trong sự cầu nguyện. Hãy ngửa trong Chúa, tiếp tục kêu xin với Ngài. Hãy nói giống như tác giả Thi Thiên 70 câu 5 rằng: Chúa ơi, con bị cùng đường rồi, Chúa ơi, con bị bế tắc rồi, con bị sắp kéo nhà rồi, con bị sắp kéo xe rồi, con bị sắp ứng hầu trước tòa rồi, con sắp phá sản rồi. Chúa ơi, xin mau mau đến với con, đừng có chậm trễ. Chúa ơi, ngày chậm trễ con không chịu nổi. Chúa ơi, bởi vì Chúa là đấng giải cứu, Chúa là đấng giúp đỡ. Amen. Tôi tin rằng chúng ta xưng danh của Chúa là đấng giải cứu, xưng danh Chúa là đấng cứu giúp, thì Ngài sẽ thực hiện cái điều đó cho chúng ta. Giống như Mô-xê, Chúa ơi xin cứu chúng con, Chúa ơi xin cứu chúng con, Chúa nói là thôi đừng có kêu van nữa, hãy đưa tay lên biển đi. Bởi vì phép lạ xảy ra. Ở đây chúng ta thấy rằng Chúa Ngài đã mở con đường sống cách nào đây, như thế nào đây, để Chúa mở con đường sống hầu cho dân sinh được thoát ra khỏi. Trước nhất là Ngài truyền lệnh cho Mô-xê. Ngài truyền lệnh cho Mô-xê giơ tay lên biển. Trước đó thì Mô-xê đã nói với dân sự, trong cái khi dân sự đã làm bằng Mô-xê thì Mô-xê không có phản ứng lại, tại sao làm bằng ta. Thường thường có những sự xung đột, dân sự thì làm bằng người lãnh đạo, người lãnh đạo thì nghĩa là cũng lý lẽ với dân sự. Nhưng mà tại đây tôi thấy rất là tuyệt vời là Mô-xê kêu van cầu Chúa, và Mô-xê nói với dân sự bài học quá tuyệt vời, thưa anh chị em, ở trong câu thứ 13: chớ sợ chi, hãy cứ ở đó xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi. Vì ngày nay những người Ai Cập mà ngươi ngó thấy đó sẽ chẳng bao giờ thấy nó nữa, Chúa sẽ chiến cử cho. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Ngài giải cứu bằng cách Ngài làm cho Mô-xê giơ tay trên biển. Ngài nói Mô-xê giơ tay trên biển đi, giơ tay trên biển đi, giơ tay tới cái chỗ mà không có lối đi, giơ tay tới cái chỗ mà nó không phải là cái đường rộng rãi thênh thang, đưa tay lên cái chỗ mà có thể nói một cái sự ngăn trở và dường như không thấy tín hiệu gì của một lối thoát hết. Nhưng khi tin cậy Chúa, vâng lời Chúa, giơ tay lên đó thì Chúa sẽ làm. Amen. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Và Mô-xê nói với sự là những người giúp tôi mà các ngươi ngó thấy ngày hôm nay sẽ không bao giờ thấy họ nữa. Amen. Tôi muốn nói với hội thánh buổi chiều hôm nay là chúng ta hãy vâng theo mạng lệnh của Chúa, chúng ta hãy đưa tay lên cái nan đề, đưa tay lên sự ngăn trở, đưa tay lên cái chỗ mà không thấy lối thoát nào, đưa tay lên cái chỗ mà vâng lời Chúa đó, thì Ngài sẽ mở lối thoát trong cái chỗ không có lối đi. Và những nan đề kẻ thù mà thấy đó ngày nay sẽ không bao giờ thấy nữa. Amen. Anh em hãy nói với Satan nó quỷ rằng các ngươi sẽ đi ra hay là phải đi ra, ta không còn thấy các ngươi ở trong ta nữa, ta không còn thấy các ngươi trong nan đề ta nữa. Hãy giơ ta lên trước cái tình trạng đó, phần còn lại Chúa sẽ làm. Amen. Phần còn lại Chúa sẽ làm. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Giơ ta lên, để giơ tay trên cái chỗ mà nó không thể xảy ra cái điều theo như mình nghĩ được, nhưng mà Chúa làm. Tôi hồi còn nhỏ ở dưới quê, tôi hay chơi cái trò mà đố nhau, và lúc đó thì chúng tôi cũng bắt chước và chúng tôi có cái câu đố, đó là cái gì mà cắt không đứt, bứt nó không có rời, phơi nó không khô mà chụm cũng không cháy,
Chắc quý vị lớn tuổi chẳng biết cái câu là sao à? Cái gì mà chặt non đứt, bứt non rồi, phôi không có chậm không trái? Đó là gì? Nước, đúng rồi. Và chúng ta thấy cái biển nó là một biển nước. Làm sao mà chặt nó đứt được? Làm sao bứt nó rời ra được? Mà là nó hiện hữu đến nỗi là bao nhiêu mặt trời của ánh nắng của sa mạc rọi chiếu cho nó cũng làm sao khô được. Và cái nước biển đó làm sao mà chậm nó cháy được? Không à? Nhưng mà chúng ta thấy rằng Chúa làm những điều không thể trở thành có thể. Chúng ta chỉ giơ tay lên thôi, còn phần của Chúa làm. Thế đấy, tại sao chúng ta không tin? Chúa nói rằng ai tin ta được Chúa làm lại đặt tay trên cái đám thánh được không? Chúng ta nói không dám nào. Tại sao chúng ta không tin vào lời Chúa? Đôi khi Chúa nói là hãy nói với núi này hãy dời đi, thì nó dời. Chúng ta nói ôi tôi không có ơn. Tại sao chúng ta lại không tin vào lời Chúa? Hãy tin vào lời Đức Chúa Trời. Cái chuyện không thể đó, chúng ta tin vào lời Chúa thì điều đó có thể xảy ra. Amen. Cái điều mà có thể nó không thực hiện được gì cả, nhưng nếu chúng ta tin thì điều đó xảy ra. Trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy, khi Chúa Giê-xu đến trên cái phần đứng trước phần mộ của Lazarơ, Chúa nói với Mary, rồi Chúa nói với Ma-thai, hãy lắm hồn ta ra. Này Chúa ơi, 4 ngày rồi, thối rửa hết rồi, mà mở cửa mã này ra là vi phạm nguyên tắc y tế đó, sẽ làm ô nhiễm môi trường đó, sẽ bị truy tố đó. Nhưng mà Chúa nói tin sẽ phải vấn đề của tôi chưa này, hãy ăn một lát hơi là sao rồi hãy ra. Nói với người chết làm sao người chết nghe, nói với cái người mà rã thúi rồi, bốc mùi rồi, nghĩa là có thể nói là nó đã ra vòi tửa rồi, thì vòi tửa rồi làm sao mà có thể nghe được. Nhưng mà Chúa nói là Lazarơ hãy ra, thì ông ta đứng dậy ra. Ông ta đang bị trói mà đang tẩm liệm trói từ đầu chí chân, mà trùm đầu trùm mình trói hết, làm sao đi được. Nhưng mà khi Chúa nói thì điều đó thực hiện theo cái điều Chúa đã nói. Amen. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Anh chị em ơi, hãy vững tin ở Đức Chúa Trời. Hãy nói những sự không thể đó sẽ có thể cho chúng ta. Amen. Bởi vì không có điều gì bất năng với Đức Chúa Trời. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Cách thứ hai mà Chúa mở con đường sống ở đây là một cái sự thay đổi cái phương tiện của sự mà từ lời Chúa một cách rất là lạ lùng. Ở trong đoạn trở lại trong Sứ Đồ Ký đoạn thứ 14 câu thứ 16, xin lỗi, câu thứ 19, thiên sứ Đức Giê-hô-va đã đi trước trại quân của Israel lộn lại như sao, còn trụ mây vốn đi trước trại quân ở lại về sau. Trụ mây đứng giữa khoảng hai trại Giê-tô và dân sơn, làm cho ánh mây tối tăm đằng này và soi sáng cho đằng kia, nên trọn cả đêm hai trại chẳng hề sát gần nhau được. Chúa thay đổi cái môi trường đó một cách rất là thường hay là một cách rất là đảo lộn để phục vụ cho cái việc mở lối sống cho dân sự của Đức Chúa Trời. Tại sao? Tại vì thiên sứ đi trước để dẫn đường cho họ đi trong sa mạc. Vì thời bây giờ chúng ta nên nhớ là không có la bàn, không có điện thoại di động, không có Google, không có Facebook, cho nên nó không có hướng là vô trong sa mạc dầu thấy minh mông đại hải, không có lối đi. Thiên sứ đi trước để cho họ theo thiên sứ đó mà có thể trực chỉ với cái sứ đường sửa mặt.
Rồi ban ngày thì có trụng mai che nắng cho họ và cũng dẫn đường cho họ vì trụng mai đi trước. Kinh Thánh nói là khi nào trụng mai cất lên di chuyển thì dân sơn di chuyển theo. Rồi ban đêm thì có trụng lửa, trụng lửa ở trên vùng trời trên đầu họ. Mà trụng lửa này nó không có nhỏ anh chị em. Đạo quân hơn 1 triệu người, kể cả vừa lớn vừa nhỏ. Tại vì cái đạo quân 20 tuổi sắp lên là 600.000 người rồi. Rồi vợ, rồi con của họ nó, rồi bày bày chim lừa, chiên, bò, lạc đà, gà, vịt đủ thứ hết. Mà kéo quân đi trong sa mạc như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng Chúa dùng áng mây che lớn lắm, Chúa dùng trụ lửa cũng lớn lắm để bảo vệ họ. Bây giờ Chúa thay đổi cái chiến thuật này, Chúa đem cái trụ mây trở về phía sau, Chúa đem trụ lửa trở về phía sau để ngăn chặn kẻ thù không vượt qua khỏi đó để mà đánh đuổi dân sự của Đức Chúa Trời. Kẻ thù không được vượt qua khỏi chỗi cho đó để mà có thể giết dân sự của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép rằng sự thay đổi cái phương án, là thay đổi cái tình trạng đó là một sự ngăn chặn hầu cho hai cái đội quân này không hề sát gần nhau được. Nghĩa là không để cho họ sát lá cà với nhau để mà giết nhau, để mà hành hạ nhau. Bởi vì Chúa Ngài đã làm cho cái môi trường đó, cái hiện tượng đó nó thay đổi để vừa soi sáng cho dân sự đi và vừa làm tối tăm cho đằng kia. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Anh chị em ơi, chúng ta hãy tin vào Đức Chúa Trời. Vì nhiều khi chúng ta ở trong đêm tối, chúng ta quờ quạt không có lối đi. Chúa Ngài sẽ rọi ánh sáng cho cái đêm tối đó để chúng ta đi trên con đường mới và sống, để chúng ta đi trong con đường mà chưa bao giờ đi, để chúng ta có thể đón nhận được cái phép lạ quyền năng lớn lao của Ngài. Kinh Thánh Hebrew đã nói chúng ta là Ngài đã mở chúng ta con đường sống, đó là con đường ngang qua xác Ngài, ngoan có huyết Ngài, để chúng ta được đến cùng Cha của chúng ta. Hãy cảm tạ Chúa vì chúng ta đi đâu có con đường mới và sống vạch ra cho chúng ta. Chúng ta đến với Đức Chúa Trời có con đường huyết của Chúa Giêsu để chúng ta được trực tiếp với Đức Chúa Trời mà chúng ta không phải sợ hãi, không phải lo lắng nữa. Chúa làm được đó. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Còn kẻ thù là chúng ta, Ngài sẽ làm cho tối tăm nó, Ngài sẽ làm cho nó quờ quạng, nó làm cho Ngài làm cho nó lục đục và nó rối loạn, nó không thể hành động được nữa. Bởi vì Chúa Ngài đã thể hiện cái sự mở lối của Ngài bằng cái sự kỳ diệu lạ lùng trong ý muốn của Ngài cho chúng ta. Amen. Và điều cuối cùng ở tại đây tôi thấy quá tuyệt vời. Bởi vì sao? Đến canh sáng, tức là họ đã đi được có lẽ là gần giữa biển rồi, hoặc là 2/3 biển dân sẽ đi qua gần lên tới bờ rồi. Thì Kinh Thánh rồi đến canh sáng, có lẽ là 5 giờ sáng hay 6 giờ sáng gì đó, thì Đức Giê-hô-va ở trong lòng trụ mây và lửa nhìn thấy trại quân Ai-cập-tô. Ngài bèn làm cho họ phải rối loạn, Ngài tháo bánh xe của họ, Ngài khiến họ dẫn dắt được nhau. Người giúp tôi bèn nói với nhau rằng ta hãy trốn khỏi dân sơn đi, vì Đức Giê-hô-va thế cho dân đó mà chiến cự cho chúng ta. Tôi thấy ở tại đây có 5 điều mà Chúa đã can thiệp vào. Hay nói cách khác là Chúa Ngài mở con đường sống của họ bằng cách là chính Ngài ra tay, không phải thiên sứ của Ngài mà thôi. Bởi vì thiên sứ của Ngài là nhanh như gió, mạnh như lửa, và Ngài dựng nên thiên sứ của Ngài để phục vụ chúng ta. Kinh Thánh nói rằng Ngài ban lệnh thiên sứ Ngài đóng trại chung quanh chúng ta, vân vân. Ngài đã làm điều đó rồi, nhưng Ngài tăng cường, Ngài gia tăng cái sự kỳ diệu và lạ lùng của Ngài nữa. Ngài không phải chỉ ở đó mà thôi, nhưng mà Kinh Thánh nói Ngài ở trong chuồng mây trộn lửa. Ngài thứ nhất, Ngài thấy cái tình trạng xảy ra. Ngài thấy họ sắp sát lá cà rồi, sắp đụng nhau và đánh chiến rồi, thì chính Ngài thấy cái điều đó, thì Ngài bèn làm cho kẻ thù rối loạn. Amen.
để làm cho họ bị rối loạn, đến nỗi ngài thực hiện một cái tình trạng là ngài tháo cái bánh xe của họ, ngài làm cho xe họ ban, để rồi họ dẫn dắt được nhau, rồi cái đất của dân sơn đi thì như trên đất khô, còn cái đường của họ đi thì bị lầy lội, dẫn dắt được nhau. Rồi ngài làm gì nữa? Ngài khiến cho họ khổ sở quá và khủng hoảng quá, nói thôi khỏi, lui khỏi dân sơn, đợi đi thì họ không được đâu. Người hay là kẻ thù nhìn biết rằng Đức Giê-hô-va của họ chiến cự thay cho họ. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Tôi đọc bài này tôi thích quá. Oh hallelujah. Khi Chúa ra tay, không có kẻ thù nghịch nào, dầu hung mạnh cỡ đâu, thượng hạng tới đâu, dầu nghĩa là tức giận giận dữ tới đâu, dầu là hung hổ tới đâu, dầu rằng muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta tới đâu, nhưng mà khi Chúa thấy, Chúa làm, Chúa ra tay, Chúa ngăn chặn, Chúa làm cho tan tác hết mọi điều đó, để rồi Chúa làm cho dân sự được nhanh chóng lên bên bờ an ninh, và tất cả những kẻ thù đó bị chìm hết. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Anh chị em ơi, chúng ta biết rằng ma quỷ nó thua chúng ta qua danh Chúa Giê-xu, nó cũng tức lắm, nó cũng giận dữ lắm, nó thua kèo này nó bài kèo khác. Nhưng mà anh chị em đừng lo. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa ra tay can thiệp chúng ta. Đến cái giây phút mà có thể nó nghẹt thở, đến giây phút mà chúng ta thấy rằng như nó ngập nước lên lỗ mũi của mình, giống như chân chúng ta không còn nhắc lên nổi, thì anh chị em ơi, Chúa thấy, Chúa làm, Chúa can thiệp, và kẻ thù cũng sẽ thấy là Chúa đang can thiệp để binh vực và giải cứu chúng ta, và nó sẽ bị tiêu diệt. Ngài làm chúng ta được tự do. Amen. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Vì Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời yêu thương, Ngài là đấng thành tín, Ngài là đấng hàng có hàng còn đời đời. Ngài nói với chúng ta là Ngài ở che chở bên hữu chúng ta và bên tả chúng ta. Ngài sẽ đi trước chúng ta và đi sau chúng ta. Ngài dựng hàng rào bao vệ chúng ta. Đừng lo bạn chị em ơi. Ma quỷ nó nói với Chúa rằng tại vì Chúa dựng cái hàng rào bảo vệ giúp, chứ nếu không Ngài dỡ hàng rào nó đi thì thử coi. Nhưng mà Ngài bằng lòng dỡ một cái thanh của hàng rào thôi được nha, nhưng mà không có đụng đến mạng của nó nha. Mà nó tha hồ, nó hành hại Giúp đến nỗi bị ung sơ, ung độc gì đủ thứ hết. Nhưng mà rồi cuối cùng Giúp đã nhìn ra Chúa của mình. Bảo là trước tôi nghe nói về Chúa, bây giờ tôi thấy Ngài, tôi lấy làm gớm ghê tôi và anh năng trọng trọng quá. Chúa đã giải thoát đó. Chúa bù lại cho Lót, xin lỗi, Chúa bù lại cho Giúp gặp đôi về con cái, về sự nghiệp, về tiền của, về danh vọng, bởi vì Chúa Ngài là đấng giải cứu. Buổi chiều hôm nay, thưa với quý bà chị em, Ngài đang ở đây. Ngài đã mở cái lối thoát cho dân sự, Ngài ban cho họ con đường để sống, thì Ngài cũng hiện từ đây Ngài làm điều đó cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Tôi đã đối diện vô cùng nhiều lần bị bế tắc cùng đường, thậm chí tôi bị rớt xuống và nó chấn thương sọ não, và tôi bị run rẩy cả thân mình. Và lúc bấy giờ tôi trốn lại nhà tôi rồi, tôi nói thôi em ở lại mình giỏi già, ráng lo cho con cái, tôi sẵn sàng để đi với Chúa. Nhà tôi khóc bởi vì tôi ngã từ ở trên khoảng cao hơn 2 mét xuống, đập đầu xuống dưới nền gạch, và tôi thấy nó lạnh cả người, nó tốt bắt đầu tay chân tôi là nó run. Và tôi nói là Chúa ơi, xin tha tội cho con, tôi xin lỗi nhà tôi dọn lòng lẹ lẹ mau mau, chứ để một lát là nó tai biến mặt máu não hay là bị chấn thương sọ não rồi ác khẩu không nói được. Cho nên tôi lẹ lẹ tôi nói em ơi, tha thứ cho anh em,
Chúa ơi, tha thứ cho con làm gì con ăn năn hả? Thì nhà tôi càng khóc khóc dữ dội nữa, cầu nguyện quyết liệt hơn nữa. Nhà tôi đặt tay cầu nguyện. Nhà tôi cầu nguyện tôi nghe, nhưng mà lúc đó thì tôi không còn cầu nguyện nữa. Tôi giống như tôi bắt đầu chìm vào trong cái giống như cái hụt mề vậy đó. Nhưng mà tôi vẫn nghe nhà tôi cầu nguyện, nhà tôi khóc. Và cuối cùng nhà tôi nói rằng: "Wow, cảm ơn Chúa. Anh ơi, em thấy bàn tay của Chúa đặt tay trên đầu của anh rồi. Anh yên tâm đi, Chúa chở cho anh." Và khi nhà tôi nói như vậy thì tôi giống như là nghe đi vào trong giấc ngủ. Và cảm ơn Chúa, tôi ngủ một giấc, tôi thức dậy, tôi thấy khỏe rè. Không có chết. Cho sao? Bởi vì Chúa, Ngài mở lối sống cho chúng ta. Ngài nói, trong Thiên Thiên nói rằng: "Tôi không chết đâu, nhưng tôi sống để thúc lại những công việc của Đức Chúa Trời." Bây giờ chúng ta nói đi: "Tôi không chết đâu, tôi sống để thúc lại công việc của Đức Chúa Trời." Mạnh mẽ hơn nữa các bạn chị em: "Tôi không chết đâu, tôi sống để thúc lại công việc của Đức Chúa Trời." Amen. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước trên các bạn chị em. Hallelujah, tạ ơn Chúa thật nhiều. Xin chúng ta cùng nhau đứng lên để chúng ta ca ngợi thờ phượng Chúa chúng ta, rồi chúng ta sẽ được một sư chúc phước cho chúng ta. Xin chúng ta cùng nhau đứng lên.